Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong những buổi livestream mình đã rất là may mắn khi đã học được cái skill Dragon Ascent cho em Rayquaza rồi nha các bạn. Đó, thì nội dung nó như thế này. Stop Berry, Aricot Berry và Lum Berry. Ok. Nói chung là Aricot và Lum là chính ha. Pokemon sư phụ khó nhất là gì vậy? Hiện giờ thì... Ôi, Mututu! Fury Atta, Dragon Ascent! Và cuối cùng mình cũng đã gặp được ổng rồi nha các bạn. Rayquaza. Ta la. Dragon Ascent đã học. Mình sẽ thay bằng skill Fly nha các bạn. Hay là Dragon Bulls đi. Dragon Bulls đi. Quên. Mình ham quá, quên trả tiền cho người ta. Cho người ta cho mình học được. Mà sắm xét là có lý do hết các bạn ơi. Ôi, mình không có đem silicon các bạn. Ôi, mình không có đem silicon rồi. Sao giờ? Ôi, mình thiệt luôn hả tớ? Ôi, mình không có đem silicon bạn ơi. Thôi xong tôi rồi. Mình sẽ giấu ông này xuống dưới luôn nha bạn. Đem ông này xuống dưới luôn. Không đem silicon thì tôi giấu xuống dưới luôn. Xuống khi mình đào silicon các bạn ơi. Đào xong nung tại chỗ luôn. Yên tâm anh em à, chúng ta có thể làm được. Ông này nhốt lại không được đâu. Tan thiệt sự. Đó. Nói chung là có Dragon Descent anh em à. Ngoài ra còn có Hero Cannon nữa. Hiện những cái tầng này nó chưa có được silicon đó các bạn. Chúng ta phải xuống những tầng thấp hơn. Chúng không sao anh em ơi. Mình làm được. 9 cục silicon thôi chứ gì. Trời ơi, không ngờ tôi không đem silicon hết trời. Thì phải khổ cực như vậy. Sắt nè. Có sắt rồi đó. Thêm sắt nữa nè. Đây có silicon không? Aluminum. Than. Mình sẽ chuyển cái shader, tắt shader một xíu nha các bạn. Về nhà lấy hả? Về nhà lấy là ông này biến mất đó nha. Không có lấy được. Nói chung là không có về nhà lấy được. Về lấy được thì mình cũng đã lấy rồi. Về lấy thì ông này sẽ despawn mất tiêu. Là lúc đó là chúng ta toàn thiệt sự anh em à. Tầng 32 rồi, ít gì trời. Rồi, gần đây nó có một cái mai. Tôi có thể đẩy ống đi được anh em à. Không sao. Tôi làm được. Đi.
Mà chỗ này nè các bạn. Hành trình đưa Mututer đến chỗ có silicon. Còn sắt không à? Đẩy không đi anh em à? Đường này chặn lại. Kèo này khó các bạn ơi. Trời ơi, Dragon Descent. Ôi. Rồi, hy vọng cho đó là một cái hang. Mình sẽ đẩy ổng đi. Mình muốn xem rồng Mega bây giờ cơ. Anh cũng muốn vậy em. Nhưng mà cuộc sống mà. Ôi. Tại sao mình lại quên silicon ta? Mình không tin được luôn á. Rồi, cái hang rồi. Thôi đừng có dụ dỗ tôi. Silicon đây nè. Ồ, không phải silicon. Có đổi silicon không? Có ai đổi không? Ông này đi đâu là mình phải dắt đi theo hết anh em à. Giờ nguy hiểm lắm. Để ông té xuống lava là coi như là toang luôn. Đi 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 đi. Đi nè. Từ từ thôi nhen. Chưa ập hả anh? Chưa đây mời. Đang căng não mà sao ọp được. Đây silicon hai cục. Hai cục thôi à. Đi qua lấy cái nào mất người ta. Qua lấy thiệt nhanh anh em ơi. Hai cục. Bốn cục. Bốn cục silicon này. Còn năm cục nữa các bạn à. Ôi, đừng có respawn nha. Để canh nóng. Lần sàn là ổng respawn hết. Mình không dám đi xa nữa các bạn à. Thiệt sự luôn. Căng não với trưởng. Kèo này khó à. Bốn cục rồi. Chín cục hả trời. Chính cục silicon chúng ta không có thể fortune ra được. Trời ơi, giờ phải nung đúng chính cục luôn. Emerald. À, để mình nghĩ là khúc ở trên này nó sẽ có. Sẽ dẫn ổng lên trên nha các bạn. Ôi ôi. Hành trình gian khổ để có được Dragon Ascent. Đi nào. Ai xuống dậy cho ra đảo nha. Cái này tới sáng chắc rồi anh ơi. Căng thiệt chứ. Ở
ông này ông đi lên trên được không ta? Đem vũ ông Thư ông chạy lên trên được không? Đi lên được không? Không đi lên được các bạn à. Tàn sát hết cái khu này luôn á. Kiếm ra mấy cục silicon mới được. Có cấp mạnh để làm gì? Đây là thời khắc để mà xài cấp rồi các bạn. Đây 4 cục nữa. Rồi chúng ta chỉ còn một cục nữa thôi các bạn à. 8 cục silicon rồi. Cục cuối cùng thôi. Tôi không tin là dưới đây không còn. Đây ổng đi qua đây đi. Đi bớt anh em ơi. Còn cục cuối thôi nha. Đáng lên em à. Pha này nó hơi bị căng thẳng một xíu. Godlock hả? Ok hết Godlock chưa? Mình sẽ đẩy ông tiếp nha các bạn. Ấn quá rồi anh ơi à. Ấn thêm cục nữa đi em ơi. Một cục nữa thôi. Nhấp nhô từng nhịp. Chưa lần nào thấy silicon thiếu tới vậy hả? Đúng rồi em ơi. Đó. Đủ rồi nhiên. Nhiên. Ok. Giờ là công việc đi nung silicon anh em ơi. À, đâu rồi? Tưởng tôi để bàn chế tạo ở nhà luôn nữa luôn là toang luôn á. Trời ơi, trời ơi. Nó phải khác hẳn liền chứ. Rồi. Lần này thì đừng có hòng mà chạy Dragon Ascent. Mình sẽ thay bằng Dragon Spoon nha các bạn. Ok. Rồng này đã có thăng thiên rồi nè. Và ra con rồng ở đây nó bự quá. Ok. Đủ rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng Mega Rayquaza nha anh em. Ôi, nó thành con Jun anh em à. Ồ, bao đẹp luôn trời ơi. Ôi, quá là xịn sò luôn anh em. Trời, phải khác liền. Mega Rayquaza. Quá xịn luôn. Đó. Như này thì còn gì bằng nữa. Ôi, và các bạn nhìn đây nè. Mình có để ý mấy cái cục này nè các bạn. Người ta làm nó dày vậy trưởng luôn. Nó không có mỏng manh như là những cái phần ở chỗ này nè, những phần râu của nó. Ôi, đẹp vãi. Con rồng này hơi nhỏ nha. Kích thước small anh em ạ. Xịn vãi. Thử skill coi. Thử khi mà mình dùng cái skill này thì có thể dùng được Yes Move không? À. Dùng được Z Move. Và mình tháo cái Dragonium Z ra thì nó như thế nào? Mình chuyển qua con Ray mới được. Từ từ, mọi đứa cứ từ từ. À, khi mà đeo đá Z vô thì chúng ta không thể tiến hóa Mega được các bạn ơi.
Ok. Ôi, sao cái cục nó bự vậy? Đúng là hàng hàng xịn nó khác. Mày nè con, ngụm củ tỏi. Đó, tuy là gặp được cái ông dạy skill có được Dragon Essence, nhưng mà tôi phải rất là cực khổ mới học được đó các bạn ơi. Tại vì mình không có đem theo silicon, trời đất ơi, kinh khủng luôn. Rồi, và ở đây thì mình cũng đã cho mấy khoáng sản nó nung hết rồi nha các bạn. Đó, chúng ta đang chuẩn bị cho một Meltan khác xuất hiện. Sau khi lần lượt 4 con Meltan xuất hiện thì nó đã biến hết thành Ditto các bạn ơi. Trời ơi, thiệt là khổ. Rồi, nói chung là giới thiệu cho các bạn một xíu thôi. Tí nữa mình sẽ tiến hành về mà mình lấy cái số khoáng sản ra khỏi những cái lò nha các bạn. Rồi, trước tiên thì cho các bạn coi lại Mega Rayquaza cái đã. Mày nè con, Concentrate này chưa gì mới vô đã thách đấu tôi rồi nè. Đây, đây chính là Rayquaza nha các bạn. Đó, và nó đã học được Dragon Ascent rồi nè. Rồng thăng thiên, quá xịn sò luôn. Rồi, ở đây chúng ta có thể tiến hóa Mega cho nó được. Và wow, ở đây mình có được 4 cái skill luôn ha. Đây, skill tìm trong bụi rậm bình thường nè. Skill dùng để mà tăng tốc cho thú cưỡi. Và skill teleport về cái chỗ trung tâm Pokemon cuối cùng. Đó, xịn sò với trưởng. Thôi, cho nó lên Mega trước đi. Đó, ngon lành liền. Và con Ray này á, nó lên Mega thì nó không có sử dụng được cái Z-Move nha các bạn. Đó, chúng ta tháo ra. Trời đất ơi, lên Mega thì không có xài được đá Z, mà xài đá Z thì không có tiến hóa lên Mega được các bạn ơi. Ồ, nhìn nó đã chưa. Wow, nó nhìn cái hình ở phía bên này nè, nó cũng đẹp nữa. Xịn vãi. Đó, em Ray này thì mình cởi rất là sướng luôn các bạn. Em Ray này thì mình cởi rất là sướng luôn các bạn ơi. Ồ, xịn sò liền. Đâu, để mình cùng coi thử coi. Đây, chúng ta có những cái skill khác nhau nè. Ví dụ như là boost tốc độ. Đó, kinh chứ các bạn. Trời đất ơi. Bay với tốc độ kinh khủng luôn. Đó, bay nhanh quá, cái em fanpage nó biến mất tiêu luôn rồi. Thôi, kệ nó đi. Sẵn tiện thì mình sẽ qua luôn cái delay burst spawner của mình. Nằm đâu phía bên này nè các bạn. Chúng ta đi qua xây thêm luôn cho nó rộng ra cái mới được. Đó, nó tên là Unbreakable One. One không thể phá vỡ các bạn. Ồ, xịn sò liền. Trời đất ơi, rồi bây giờ mình sẽ đi lên cái chỗ delay burst spawner để mà kéo đồ ra nha. Đây mình có đá nè. Đá khi mà chúng ta đi mai á. Rồi, kéo ra thôi các bạn. Mình sẽ chỉnh qua chế độ khác đi. Đó, chứ để cái chế độ cũ là chết. Cái này có thể kéo thoải mái luôn các bạn ơi. Quá xịn sò luôn. Nhưng mà mỗi lần kéo nó hơi bị giật giật ha. Wow, đó các bạn thấy không, mấy em Pokemon khác nó đã xuất hiện rồi nè. Ồ, và mình đã hết đá hả. Chúng ta lấy thêm. Wow, trên đây mà nó cũng spawn được các bạn ơi. Đây là Giang Mô. Xịn vãi. Đó, kéo ra như vậy cho nó xịn chứ. Rồi, xong được cái bên này rồi, mình sẽ kéo phần đối diện nha, phần này các bạn ơi. Cho nó càng rộng càng tốt. Như vậy mới nhiều Pokemon spawn mới được. Ok, kinh khủng. Ta sẽ tiếp tục. Hy vọng có thể mở rộng được cái spawner này ra mức tối đa nhất nha các bạn. Ở nhà mình còn đá không ta? Hay, tôi sẽ mở rộng hết cỡ luôn nè. Extreme Hill. Wow, một cái spawner nó rất là to luôn các bạn ơi. Rồi, mong chờ delay burst xuất hiện thôi. Ok, lấy thêm mấy cái stack đá cuối cùng ra nào. Có vẻ như là mình đã hết Couple Stone rồi đó các bạn ơi. Chúng ta đã hết rồi. Và có được hai Pokemon hả? Nãy mới có con miếng xào nó spawn nữa, nhưng mà nó
nó đi đâu rồi các bạn ơi, hình như nó despawn mất tiêu rồi. Trời nó tối rồi các bạn ơi, và đây chính là thời điểm thích hợp để cho cái bọn delay bird nó spawn ra nha. Đó, chúng ta sẽ cố tìm ở cái spawner này, hy vọng cái bọn delay bird nó sẽ spawn nha. Để mình quay qua bên đây coi, cái chỗ này nó cũng cao ngang với cái spawner của mình nè. Đó, cao 150 mấy block luôn đó các bạn. Đây, đây là extreme hill cộng, và cái vùng này nó cao vãi chưởng luôn. Trời ơi xịn nhan. Chúng ta sẽ dạo quanh khu này để mà tăng tỷ lệ spawn cho cái bọn delay bird nha các bạn. Wow, cao 160 block luôn, kinh khủng. Wow, dưới kia có một cái cây berry thì phải. Ừ, đây là Bomet Berry các bạn ơi. Một trong 6 loại berry mà mình đã có rồi. Ok, cái núi này nó cũng khá là xịn sò đó ha. Wow, nó có cái cửa sổ ở đây nè, nhìn hay với chữ Extreme Hill cộng. Rồi, tiếp tục bay lên trên thử coi có em delay bird nào spawn ra không. Delay bird có vẻ không có đâu bạn à. Ha, mình sẽ quay trở về với cái spawner của mình mới được. Đâu rồi, cái spawner nó nằm ở đâu rồi? Dưới đây thì nó quá thấp rồi nè. Thấp như vậy thì nó không có thể spawn delay bird được bạn ơi. Đây, spawner của chúng ta đây rồi. Cao chót vót luôn các bạn ơi. Khá xịn sò đó. Rồi, ở tầng dưới này thì không có gì cả. Tại vì nó chỉ mới cao có 140 ô thôi. Ở trên này thì nó cao 155 ô lận. Đó, nên cái tỷ lệ spawn delay bird nó sẽ cao hơn đó các bạn. Đây 155 ô luôn. Đây là extreme hill cộng M nha. Mình sẽ cố đứng đây một xíu để mà chờ cái bọn delay bird nó spawn ra nha anh em. Trời ơi, cố chờ nó một xíu thôi. Chúng ta thử đứng treo máy một xíu coi. Nãy giờ đi hoài nó cũng khá là mệt rồi đó. Chỗ này thì nó vừa mưa đó các bạn, nên là tuyết nó bao phủ hết cái khu này luôn. Trời ơi, quá xịn sò luôn. Đi đâu cũng thấy tuyết hết ra các bạn ơi. Rồi, có em nào chịu xuất hiện chưa? Chúng ta sẽ treo máy một xíu nha các bạn. Ồ, đây rồi, delay bird. Ôi, và cuối cùng nó cũng đã xuất hiện đó các bạn ơi. Đây nè, xịn vãi. Thôi, mình sẽ lấy cái con Caesar ra nha các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ cất một cái con Bomon nào đó vô đi. Rồi, lấy con Caesar ra. Nó xịn vãi. Rồi, mình sẽ dùng quả Whipball trước nha. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện các bạn ạ. Delay bird cấp 29. Mình sẽ dùng quả Whipball đầu tiên nha. Sau bao tháng ngày cực khổ thì nó cũng chịu xuất hiện rồi. Fawn sweep đó các bạn ơi. Whipball đã không thành công rồi. Chắc bây giờ mình sẽ chuyển qua những cái bon khác, như là Ultra Bon chẳng hạn. Ultra Bon. Ồ, cũng không thành công luôn. Bắt khó vậy ta. Chúng ta qua Timer Bon vậy. Cuối cùng em nó cũng chịu xuất hiện các bạn à. Hên vãi chưởng. Wow, nhìn nó như là cầm cái túi của ông già Noel vậy ha. Nó cầm cái túi màu trắng nè, nhìn xịn vậy. Tiếp tục là Tamagon các bạn. Vẫn chưa thành công luôn. Bắt có vẻ là khó hơn mình nghĩ đó. Rồi, lại cho Tamagon ra nữa thôi. Và lần này, yes, chúng ta đã bắt được Delay Bird rồi nha các bạn. Lại thêm một em Pokemon nữa vào Pokédex của mình rồi. Quá xịn sò luôn. Rồi, để mình lấy cái con Delay Bird ra coi. Delay Bird. Nó đây các bạn ơi. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Và trời nó cũng sáng luôn rồi kìa. Cấp 29. Nhìn nó giống ông già Noel vải chưởng ha. Bên đây có một con boss là Durin nè các bạn. Để mình qua mình dứt nó luôn nha. Có vẻ như con Durin nó nằm ở dưới rồi. Chúng ta sẽ đi xuống dưới đi. Tyrant. Con kiến anh em à.
Đây là con kiến thép. Đó. Dứt nó luôn. À, cho mình được một cục sắt nè, cũng khá là xịn sò đó. Rồi, vậy là quá ổn rồi. Còn gì bằng nữa? Thêm một em Pokemon mới nữa anh em ạ. Quá xịn luôn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lưu từ cái vùng này nữa nha. Đó, mình sẽ phiêu lưu một tí rồi mình sẽ đi trở về nhà cái đã. Trời ơi, đi lấy bớt. Quá ngon lành cành đào luôn. Đó, xịn sò liền. Đó, nó có hai skill thôi các bạn ạ. Và con này thì trừ attack nhưng mà cộng defense. Thôi cũng được. Rồi, thêm một em Pokemon nữa là được rồi. Quá xịn luôn. Mà nó cầm cái túi của ông già Noel nè. Nhìn xịn vãi. Đó, ngon lành hơn rồi đó các bạn ơi. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi phiêu lưu nữa nha. Quá xịn sò luôn. Ô, và đây là Murilaner các bạn ơi. À, và cuối cùng chúng ta cũng gặp được ổng rồi nè. Quá ngon luôn. Thì sẵn tiện mình sẽ học lại các skill cho Pokemon của mình luôn nha các bạn. Ồ, Murilaner, hên quá. Tự nhiên gặp được ổng luôn. Trời ơi, xịn vãi chưởng. Mình sẽ tiến hành học các skill chuẩn cho Pokemon nha các bạn. Đó, từ giờ thì em Greninja của mình có học được Water Shuriken rồi các bạn à. Đầu tiên thì mình sẽ học cho con Venusaur cái đã. Chúng ta sẽ học Razor Leaf nè. Đó. Tiếp theo đó mình sẽ học Leaf Powder nha. Skill ru ngủ anh em ạ. Rồi, để mình coi còn skill nào có thể học được nữa không. Còn skill nào nữa không ta? Poison Power hay là Lit Seed ta? Chắc mình sẽ không học cái skill này đâu các bạn. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua em khác nha. Đây là Charizard. Con này thì mình sẽ cho đá ít cho nó tiến hóa Mega nha. Đó. Thì về con Charizard ít này thì chúng ta sẽ học những skill thiên về cái lợi thế của nó thôi. Flamethrower này 90 sát thương luôn hả? Mạnh vãi chưởng. Mình nên học không ta? Flamethrower có Wind Attack nè, mình sẽ thay skill từ để mình coi lại cái đã các bạn. Wind Attack Flamethrower. Đầu tiên học Heat Wave trước các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ học những cái skill khác nha. Cái phần học skill này thì mình hơi lâu một xíu, mong các bạn thông cảm nha. Rồi, chúng ta sẽ học Heat Wave cho cái con Charizard E này luôn. Flare Blitz. Đó. Và một skill nữa các bạn ạ. Để mình coi skill nào đây. Air Slash. Chắc mình sẽ thay cái skill Ember đi luôn quá. Ta sẽ thay bằng Wind Attack đi. Thay luôn cái skill Flame Burst này bằng Ember nha các bạn. Đó, xịn sò rồi đó. Bây giờ mình sẽ chuyển qua Blastoise. Blastoise thì chúng ta sẽ học Protect cho nó nè, cũng như là Water Gun nha các bạn. Đầu tiên là Water Gun trước. Water Gun thì nó gây sát thương ít hơn mấy cái skill này ha. Rồi, Protect các bạn ơi. Skill bảo vệ. Protect mình sẽ thay bằng Aquatail luôn quá. Rồi, có vẻ là xong rồi đó. Tiếp theo đó mình sẽ coi thử coi còn skill nào học được nữa không ta. Bubble với Water Gun sát thương ngang nhau à. Thôi chắc mình sẽ không học luôn đâu. Rồi, học cho Beedrill thôi các bạn. Fury Attack nè. Đó.
Có skill là chúng ta cứ học hết luôn cơ nha các bạn. Ủa? À nó không cần thay skill luôn. Chứng tỏ là cái con video này nó không có đủ skill các bạn ơi. Rồi, ngon rồi đó. Và cuối cùng là con Big Chaos nha. Mình sẽ học skill Hurricane này đi. Hurricane. Thay skill nào đi ta? Khá là cân nhắc các bạn ơi. Thay đại skill đó đi. À lộn. Con Big Chaos này mới đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ học skill nào đó khác đi. Nó còn hai skill boost là Agility và Feather Dance. Để mình coi thử coi. Feather Dance. Ổn không ta? Thôi chắc chúng ta sẽ bỏ skill này luôn quá. Ok, mình đã tiến hành học skill hết cho tất cả các em Pokemon của mình rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh boss đi. Có em Lucario ngoài này nè. Wow, con này cấp 110 luôn các bạn. Xử nó thôi. Để mình mega lên mình chơi nó nha. Lucario. Nhìn nó mega và nó cầm cái cây gậy rất là đẹp luôn nha các bạn. Sơi ấy xịn vãi. Có vẻ như em Caesar của mình cấu máu của nó khá là gãi ngứa. Rồi chết queo con Caesar luôn rồi. Mình sẽ chuyển qua con khác nha các bạn. Secret Shot. Trời ơi, chưa kịp xài skill nữa. Water Shuriken thử coi. Ren của mình đã có Water Shuriken rồi các bạn. Ôi, có vẻ không có Xenia cho lắm. Chúng ta sẽ chuyển lên Hydro Vortex nha. Cũng không Xenia luôn. Rồi, qua Thunder Rush. Chết rồi, mình đeo đá Z cho Thunder Rush lộn đá rồi. Tí mình sẽ về mình thay luôn nha các bạn. Ui, nó cấu máu của mình cũng rất là đau các bạn ơi. Không Xenia rồi. Chuyển qua Zapdos vậy. Rubek nè. Đây là skill hệ Fly. Nó sẽ chiếm thế thượng phong hơn khi đối với những skill hệ fighting anh em ạ. Mày nè con, chết well, xịn vãi. Và nó cho mình một cái bức ghim Z anh em ạ. Đó, quá ngon rồi. Rồi, thì ở đây mình sẽ tiến hành lấy những cái ride của mấy con Genoset anh em ạ. Đó, chúng ta có khá là nhiều cái loại ride cho Genoset đó. Shock Ride là Ride hệ điện nè các bạn. Chill Ride là Ride hệ băng. Và Dupe Ride là Ride hệ nước đó các bạn. Hình như ngoài ra mình còn có một cái Ride nữa thì phải. Mình chỉ còn thiếu một loại Ride thôi. Những cái Ride này thì chúng ta phải thu phục Genoset thì nó mới có được nha các bạn. Một cái nữa là Burn Ride. Ride hệ lửa anh em à. Rồi, khá chỉnh sò rồi, ở đây chắc mình sẽ đeo Ride hệ điện cho nó quá. Ok, thì mấy tấm Ride này nó sẽ làm thay đổi cái thuộc tính của skill Techno Plus nha các bạn. Rồi, quá là chỉnh sò luôn rồi đó. Tập hôm nay quá may mắn luôn. Vừa tiến hóa được Mega Rayquaza, vừa gặp được Delibird, còn gặp luôn cả Moviliner nữa. Những cái khoáng sản này chắc mình sẽ lấy ở những cái tập kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra, nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này và like bay Fury Gaming để cập nhật thêm nhiều thông tin khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.